không cần quay ngón tay, quay chủ yếu là mụn đi, đưa ngón tay mà to to để dùng đi hả? Làm cho nó trước hả? Kiến đáng cửa trước lại, đáng cửa sau lưng chị đây lại đi. Kiến mát chấu lại luôn con. Phương ơi Phương, rảnh rồi em ưa ở lại nhìn học thì nhìn, còn không thì về được ngay. Bị khúc ánh sáng không vậy? Bị khúc cái lúc đăng ký. Tắt đi. Xuống là dán bông lên là vừa. Thì cái gì đổ vô nào nó cay cũng được. Mình ít đào đó, phim này thôi. Giờ ông Thành giữ giùm bự á mày. Chứ là cái nói gì bà nội là lấy cái bình thuốc nhỏ mũi gì nhỏ mũi cho em, với lại mà có áo ấm màu xanh đen nó cho ấm.
cho lại ngừng lại luôn đây này. Vì đang rung cái tay kìa chứ đây, cái da đâu có làm gì đó đó đúng không? Đúng không? Đúng, vì đang rung không? Đúng cố giữ cái chất rồi đó mẹ. Còn không thì dùng nhỏ lại chứ tay mình đang búng nhưng giờ này đâu có búng đâu. Còn không dùng nhỏ lại chứ như đứa sáu cũng chứ thở ra và nhìn ra nó cũng bóng mà. Nãy chỉ mới có 5 phút thôi. Với lại 2 phút máy nữa. Cái này 8 phút là được. Cái này chấm rung nó đen rồi bé. Không xa được hả? Dì bé có nhận khách nữa hả? Ừ. Dì bé đi đâu hả? Mày đi chơi. Chơi nữa. Chị thấy dì bé đi chơi. Được. Hồi đã ăn bát chơi lần đầu tiên rồi. Ghê đó. Hả? Nhưng mà bây giờ dì bé bà không hà ràng nữa em đó. Thấy bà chú đá mà. Đỡ không? Bà gia cũ chỗ em làm gì kìa. Bà ghê lắm. Trong khi bà đi mở spa mà ý là không anh, không ai, không chúng ta là ba đứa. Là bà là do thứ hai gì ở chung với bà gia.
Nghĩ rằng mà bà kêu con đầu của ổng á dắt hay qua quán chơi gì á, đi chơi là dắt con bé rồi con đi, là con đầu cũng rồi theo dắt qua chơi chứ bà kêu chứ bị bu qua chi mà bu nó bay nó làm tắt chứ làm gì bị bu qua chứ. Nói chuyện mà trong khi bà nó bà làm có tiền vậy lắm mà coi thường ghê lắm. Giờ bà có lương cưa của bà làm bên phường á, bà có lương cưa cô cũng làm ra tiền á, nó có giọng coi thường đó. Còn mà đi hoa mặt lên bây giờ bà tắt mà bà đi đi ra ngoài là bây giờ bà tắt đi ra thì tắt. Không cần quán ngón tay. Xóa à? Dạ. Xong xong ra ngoài thì con bé này mình đến chẳng đưa bao giấy. Cái gì bán đưa, 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 qua, qua. Chẳng bán ra. À. Có là cô về cô thấy thì con. Ờ em lái tiền qua đây cho chị sao luôn cái. Con xong, con xong rồi đây họ không đưa, thì chẳng đưa cô. Thì không đưa đấy bao giờ, con nó mua cái ba bình nó năm đồng đó, rồi họ cũng diễn bao nhiêu hoa này nữa. Cái bài của chị sao à, do họ không nhớ hả ta? Cô cũng cảm ơn cô nhiều nghe. Dạ, cái bình nó bầu tốt lắm đó cô. Dạ. Dạ rồi, cô cảm ơn cô. Công nhận có cái này sướng gì à, nghĩ ra cái này đi bê vị ra đấy. Dạ ủa hai đứa đi chung đó hả? Hồi nãy chị không biết à, bên này không, bên này làm nhà mở vô làm đó tặng đó à đứa hả, nó cái mặt đỡ quá mà bị mụn đầy ghê sợ luôn. Anh thấy chưa? Em phải suy nghĩ, em bị theo cái nước tay của chị á, em bị rung. Nghe chưa nghe? Sao cầm như đi cầm có một nam trời. Ý là phải chấm được cái ôi giữa này chắc không khi cô là sẽ thấy bị khúc đó. Đau rồi, đau rồi, bình thường. Em lên YouTube để em xem, quên biết luôn. Một ngày chị đang mấy cá gì nữa. Lát em có muốn chị gửi video của em về cho em xem không?
Trình, Phương, em nhìn thử điện thoại giả gọi đây. Túi này, Da túi thì bé túi áo này, túi áo này. Bóng y tế. Alo đây, alo. Ba cái. Rao rao. Cái cục mới nè sáng nó chưa ra. Trời, mụn dưới này nhỏ. Cầm nặng một bé này cân nhiều dễ sợ lắm, một cái xí xí mà cân không là cân lắm. Đây mà làm rau. Làm rau. Mấy kia tôi qua đây hả? Chị đi bị rỗ gì đúng không chị? Em đi lấy mụn dưới nó bao nhiêu một lần tiền má? Trăm rưỡi. Chị làm cho em đi lấy, em đỡ được 300 đó. Đỡ được 2 lần lấy mụn. Vì chị làm quá kỹ. Tròn cho nó còn nó được tròn nhiều quá. Nè. Còn nhiều lắm thì làm mảnh nhỏ. Để cái lòm đi chỗ mảnh nhỏ thì hạ đúng. Ừ.
10 phút rồi đó. Rồi tay nào. Bây giờ cứng làm xuống. Nào, cái này. Sao làm nữa hả? Làm nữa chứ.